tổ chức xin gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Tân Thảo Trúc, sở hữu nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn CGMP và sản phẩm có chiết xuất hoàn toàn tự nhiên nên rất là lành tính và đặc biệt phù hợp với mọi làn da. Các chị em sẽ không phải gặp các tình trạng như là dị ứng và tìm đến bác sĩ khi da bạn quá mẫn cảm với mỹ phẩm. Thì có sự hiện diện của ban lãnh đạo tập đoàn, các vị khách quý, quý kê phân phối hệ thống. Ngay bây giờ, Lan Nhi xin được mượn đôi bàn tay xinh đẹp của tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của chủ tịch tập đoàn, bà Nguyễn Thu Hiền. Xin trân trọng giới thiệu tổng giám đốc ông Nguyễn Quang Minh. Phó tổng giám đốc ông Vũ Văn Bình. Xin chân trọng kính giới thiệu giám đốc đào tạo ông Nguyễn Đại Hải. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự góp mặt của vị khách quý, chuyên gia bậc thầy đào tạo xây dựng và phát triển hệ thống, huấn luyện viên ông Vũ Đức Mạnh. Mời bà. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới quý vị khách quý cũng như tất cả các thành viên quý hệ thống kênh phân phối đã dành thời gian quý báu của mình để cùng đến tham dự chương trình Khánh Thành trụ sở văn phòng miền Nam. Một lần nữa, hãy cho phép tôi một dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Chúng ta sẽ được Khánh Thành một cách thành công suôn sẻ.